Bà Phương Hằng tuyên bố đâm đơn kiện Trang Trần lên Bộ Công an vì livestream ép cung Hồ Văn Cường. Trang Khang tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường vi phạm pháp luật nghiêm trọng, CEO Đại Nam tuyên bố. Từ sau livestream Trang Trần đến nhà Hồ Văn Cường để hỏi rõ vấn đề tiền bạc, nam ca sĩ đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ dư luận, là người đứng ra bảo vệ Hồ Văn Cường từ những ngày đầu của vụ lùm xùm. Mới đây, bà Phương Hằng có phát ngôn sốc liên quan đến Trang Trần. Vào chiều ngày 13 tháng 10, CEO Đại Nam cho rằng chính quản lý của Phi Nhung đã kêu Trang Trần qua nói chuyện với Hồ Văn Cường, ép cung nam ca sĩ, sau đó đuổi mẹ con cậu bé ra khỏi nhà. Vợ ông Dũng Lò Vôi cũng tuyên bố sẽ kiện Trang Trần vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Trang Khang tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an. Trong hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm tới đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói, đây là tội hình sự nha quý vị, đùa quá hết vui rồi. Cũng trong livestream, bà Phương Hằng hứa tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ đồng nếu phía Phi Nhung chứng minh được tiền thưởng 180 triệu đã gửi cho mẹ ruột của nam ca sĩ ngay từ đầu khi cậu bé nhận giải quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016. Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ đầu khi lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng, hứa danh dự 1 tỷ ngay và luôn. Nếu thật sự có thì chị gái và mẹ của Hồ Văn Cường đã không khốn khổ như vậy.